đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc bao dòng tộc sinh ra, có họ Bùi chúng ta. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước, họ Bùi hiền vinh qua bao tháng năm thăng trầm. Họ Bùi ca đất tổ linh thiêng, cháu con về hội tụ tìm nhau. Dòng họ Bùi Tất Ninh Bài chúng tôi tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình về thăm chốn tổ linh thiêng, đó là ngôi nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam tại phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đúng 8 giờ sáng, đoàn chúng tôi đã tới đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Choáng ngợp trước mắt chúng tôi là khu tâm linh nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam, số 116 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Vâng thưa quý vị, từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương dựng xây đất nước, họ Bùi hiển vinh qua bao tháng năm thăng trầm. Những lời văn ấy thấm đậm tình truyền thống, nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn cố gắng dựng xây đất nước và nhớ về cội nguồn tiên tổ. Bởi uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý làm người, là phẩm chất tốt đẹp của mỗi thế hệ con cháu dòng Bùi tộc chúng ta hôm nay. Với vị trí địa lý cách Hà Nội 40 km, cách sân bay Nội Bài 20 km và cách tỉnh Thái Bình 135 km, bên cạnh là con sông Cà Lồ bao bọc quanh năm trong mát, lại có khu du lịch sinh thái Hồ Đại Lải. Nối liền khu đất này là dãy núi Thằn Lằn, có quốc lộ chạy thẳng lên khu du lịch Tam Đảo. Với địa danh và địa lý thuận lợi như vậy, đã được gia đình ông Bùi Quang Ngọc, tổng giám đốc tập đoàn FPT, hiến tặng toàn bộ khu đất này để xây dựng nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam tại số 16 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Trước mắt chúng ta là ngôi cổng tam quan ra vào, mang dòng chữ Việt Nam Bùi Tộc Đại Từ Đường. Vâng thưa quý vị, tất cả có hơn 10.000 người họ Bùi đóng góp tiền để xây dựng nhà thờ tổ này. Thời gian thuê thiết kế là 4 tháng và thi công xây dựng trong thời gian là 2 năm 3 tháng, với tổng diện tích khu đất là 35.000 m², có quy mô lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Khuôn viên chính của ngôi nhà thờ là 5.000 m². Khu vực vườn phía sau rộng 5.000 m² và diện tích còn lại là 25.000 m² chưa khai thác.
Đây là diện tích đất được gia đình ông Bùi Quang Ngọc cúng tiến cho dòng họ với số tiền khoảng hơn 30 tỷ đồng. Với thế đất chiều dài mặt đường dài tới 100 mét, được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống với thế đất lưng dựa núi, mặt nhìn sông, chuẩn phong thủy. Một hòn non bộ lớn được đặt ngay sau cổng tam quan, được làm bằng đá Ninh Bình. Hai bên là hai nhà bia, trong đó một nhà bia dành riêng cho việc ghi tên những người công đức với số tiền tương đối lớn. Khuôn viên sân chính của ngôi nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam có thể chứa được từ 800 đến 1.000 người trong các dịp lễ hội. Đoàn chúng tôi ai cũng choáng ngợp trước không gian có bề dày, bề thế, uy nghi, hiếm có như thế này cho một dòng họ ở Việt Nam. Khuôn viên chính của ngôi nhà thờ tổ rộng 900 m². Đây là hội trường đón tiếp khách ở tầng 1, rộng 600 m², có sức chứa lên tới hơn 500 người. Và cũng tại đây có đặt một mô hình sa địa thu nhỏ, chất liệu bằng sứ dát vàng, được làm trong thời gian là 9 tháng. Thật vinh dự và tự hào cho những ai là người con cháu của dòng họ Bùi Tất Ninh Bài. Chúng tôi đến từ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đang được chứng kiến thời điểm lịch sử trọng đại mà hàng trăm năm hôm nay mới có này. Đoàn chúng tôi vào trong hội trường được ban tổ chức của dòng họ tiếp đón một cách rất trọng thị. Chúng tôi được xem chương trình thời sự về quá trình xây dựng ngôi nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam, với những hướng dẫn viên, với người phục vụ, đặc biệt là với ban tổ chức tiếp đón chúng tôi một cách rất long trọng, trang nghiêm. Ai cũng tự hào thầm trong bụng, bởi vì dòng họ Bùi Việt Nam chúng ta lại có một ngôi từ đường, hay nói đúng hơn là một ngôi nhà thờ tổ uy nghi, hoành tráng, bậc nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc, bao dòng tộc sinh ra có họ Bùi chúng ta. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước họ Bùi. Hãy subscribe.
cháu con về hội tụ tìm nhau. Trước hết là mạnh khỏe, hạnh phúc,
và thành công có nhiều cái người quan ưu tú đóng góp cho cái việc xây dựng cũng như là bảo vệ tổ quốc và xây dựng cái đất nước thành cường thịnh để cho nó thật là hạnh phúc cho nhân dân hạnh phúc. Thế cho nên là chúng tôi giúp trước hết là các cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc tất cả gửi lời các ông có cái bàn nào thì gửi lời các ông chúc họ họ mùi của cả nước về đây là tham quan ở đây cái họ mùi của quan nhà từ chức năng để các ông đến đây để các ông gửi lời chúc đấy các cô các bà chúng tôi xin gửi các cái lời để chúc cho đấy và đặc biệt là các chúng tôi gửi lời cảm ơn ông mùi quang hạo là cái người con người có thể có thành có công rất lớn đúng không? Rất lớn vừa là cái chủ tịch của những mũi chủ sản lại vừa là cái người đóng góp cái kinh phí nữa thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đã thay mặt cho tất cả mọi người xin cảm ơn ông. Cuối cùng thì tôi xin chúc cái ghi lòng tác giả đừng quên tình quê họ Mạc vững bền ngàn năm. Dù cháu con ở chốn xa xăm phải hướng về đất tổ quyết tâm phụng thờ. Vì tình quê không bến không bờ, ơn sâu nghĩa nặng không bờ không phai. Rồi cùng nhau sát cánh chen vai xây dựng dòng họ tương lai huy hoàng. Tự hào dòng họ vẻ vang, tự hào cháu chắt đàng hoàng tươi vui và tự hào truyền thống sáng ngời vì tổ tiên là gốc muôn đời nở hoa. Cộng đồng gia tộc họ Bùi ta sử vàng viết tiếp bài ca tuyệt vời. Đúng là nước trong ta uống muôn đời, nguồn trong ta nhớ người người khắc ghi. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc, bao dòng tộc sinh ra có họ Bùi chúng ta. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước, họ Bùi hiền vinh qua bao tháng năm thăng trầm. Họ Bùi ca đất tổ linh thiêng,
hạnh phúc. Tầng 2 là nơi thờ chính của họ Bùi Việt Nam. Tất cả đều được làm bằng chất liệu gỗ lim quý hiếm. Và tất cả kiến trúc đều được lựa chọn kỹ càng, cẩn thận. Từ việc lựa chọn gỗ cho đến các cây cột, kỳ kèo. Các chi tiết như câu đầu, đầu dòng, đến việc chạm khắc các họa tiết, rồi bài trí hoa văn và câu đối, vân vân. Điểm nổi bật của công trình là dát vàng các chi tiết câu đầu thượng lương, một vật trang sức quý giá. Không gian chính của nhà thờ tổ nằm ở tầng 2, được chia làm 7 gian thờ tự. Khu vực này có tổng thể 42 cột gỗ lim, trong đó có một cột gỗ chắc. Tất cả đều cao 10 mét. Ngoài ra, trang trí 34 bức phù điêu về các danh nhân, danh tướng của dòng họ Bùi qua các thời kỳ. Có nhấn dát vàng và bộ chiêng trống sấm mang ý nghĩa là tiếng trống của trời. Nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam không chỉ như một báu vật của dòng họ Bùi, mà còn là một điểm đầy tiềm năng du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và của thị xã Xuân Hòa, Phúc Yên nói riêng. Bởi vẻ đẹp kiến trúc hoàn mỹ có 102 của dòng họ tại Việt Nam. Nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam mang tầm vóc quốc gia, là nơi hoạt động của các công việc cúng tế lễ tổ tiên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chung của dòng họ trên 63 tỉnh thành cả nước. Với quy mô lớn, đáp ứng được nhu cầu tế lễ sinh hoạt văn hóa tâm linh cho tất cả con em họ Bùi. Đây cũng được coi là một nhà thờ họ đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng bằng chất liệu gỗ lim quý hiếm. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Rồi, cùng tái hiện. Bác bật chuẩn giữa còn lại các bác đã được ở phía bên kia.
trời xanh biển rộng và làm đời đó. Vâng, tất cả. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc, bao dòng tộc sinh ra có họ bụi chúng ta. Tiếp đón chúng tôi một cách rất là trọng thị. Thế và xin tới đây là chúng tôi không lên được, cái hôm mấy chúng tôi không lên được. Dạ, 13. Vâng, 13 đáng nghĩ là 13 đây, nhưng mà tôi 13 hôm nay đi rồi. Thì 13 không lên được thì vào dịp khác chúng tôi sẽ lên, sẽ thăm các bác và sẽ cúng tổ và thăm các bác. Dạ, xin cảm ơn. Trước hết là thay mặt ban quản lý là cảm ơn các bác đã trong trưởng đoàn, phó đoàn và toàn thể đoàn coi chúng tôi và họ cùng của mình. Trong đoàn hôm nay đã có mặt thân thương cả lễ tổ. Chúng tôi thay mặt ban quản lý là rất là cảm ơn. Vào ngày 13 tháng 11 hôm nay, tức ngày 20 tháng 10, sang hơn một tuần lễ, mình bắt đầu là làm lễ khánh thành là thần tổ họ cùng Việt Nam. Vì hôm nay các bác đã đến rồi, hôm nào có thể là một số bác có thể đến được, một số bác không đến được, thì tôi thay mặt toàn đoàn và xin kính chúc mà toàn thể mình là mạnh khỏe. Thì đúng như là các cụ tổ tiên của mình đã chứng ra kích cầu chúc toàn đoàn nhà mình là sức khỏe trẻ bình an, rồi là tất cả mọi người là học hành tâm tới công danh thành đạt và làm ăn đều là thuận buồm xuôi gió. Vâng, cảm ơn toàn thể nhà mình, xin chúc tạm cảm ơn. Chuẩn ơi. Giới. Đây là nhà ăn và mỗi gian có một cái điều kiện khác nhau, và sẽ giới thiệu với đoàn nhà mình cái cung nhất. Đây là gian là
thời đại vua Thánh Gióng. Bức tượng Thánh Gióng này là chính là Thánh Gióng là người con của họ Bùi. Mà vừa rồi Bác Thảo Tiên Tiên cũng giới thiệu với các bác rồi, đây là trời mà trong truyền thuyết các bác biết rồi là chỉ có một vết chân thôi. Đấy, và Bùi Thị Dung này là đi hái lượm kiếm phụ thân chiến quốc gia, vua đã truyền cho tất cả các sứ giả đi khắp nơi để có cất lên một tiếng nói và mời mẹ sẽ rất nhỏ. Đấy là khi đó bắt đầu là Thánh Gióng, từ lúc đó trở đi bắt đầu nói với nhà vua, nói sứ giả và về truyền với vua là đúc cho con ngựa sắt, là roi sắt, mũ sắt, áo giáp sắt đấy. Là học lúc đó con là có là lúc ở đây có là thì bắt đầu là ông ấy là đánh tan của quốc mẫu Văn Lang Bùi Thị Dung đã sinh ra thời Hùng Vương lần thứ 6. Thì là chính đây là người con họ Bùi, chính là người con họ Bùi và bà quốc mẫu Bùi Thị Dung đã sinh ra Thánh Gióng. Nên là chúng ta là sinh ra vua và sinh ra thánh. Đấy, truyền thuyết Việt Nam thì lại có những cái rất là vinh dự như vậy. Xin thưa với đoàn nhà mình là như thế. Còn tướng và nữ tướng trên đàn đây là chính là nữ tướng Bùi Thị Xuân ạ. Là người đăng bia là của thời đại là Đại Việt, thì đã các cụ nhà mình đã có làm quan làm vua trong các triều đình 63 tỉnh trên cả nước, cũng đều có cụ nào và quê nào thì cũng đều có tên tuổi của các cụ và có những năng tầm của các cụ ở nơi đó. Đó là tất cả những cụ nhà mình đều là những người con họ Bùi của mình ngày xưa. Đấy, còn cụ Bùi Viện này là thời đầu tiên của nước Việt Nam bắt đầu ra đời là cụ Bùi Viện của chúng ta được là vua là sai sang bên Mỹ đầu tiên. Đấy là sang là cụ không khác gì như là bộ trưởng ngoại giao bây giờ đấy, được sang đấy là giao lưu được giao ban và liên kết giữa Mỹ và Việt Nam. Bác có hầu trong thời kỳ thời đại ngày xưa, bây giờ mình là ô tô lại và không. Còn đây là trong thời đại Hồ Chí Minh, Đảng Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ tịch đảng và chủ tịch nước. Và hồi đó bắt đầu thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chúng ta rất là vui mừng là Chủ tịch Quốc hội. Không khác bây giờ chúng ta là Tổng Bí Thư, rồi là Chủ tịch nước, rồi là Thủ tướng, rồi là Chủ tịch Quốc hội. Đấy thì người họ Bùi chúng ta, người đầu tiên thời đại Hồ Chí Minh làm đó là cụ Bùi Hồng Đoàn. Hồi đó cụ 62 tuổi. Đấy, cuộc sống ngày xưa thì nó lam lũ nên là cụ rất già, cụ yếu thì cụ lại xin nghỉ. Đấy, còn lại đây là tất cả những thời đại Hồ Chí Minh thì cấp hàm, cấp tướng, những bộ trưởng, thứ trưởng mà chúng ta đã được vinh danh. Và cụ họa sĩ Bùi Xuân Phái này thì cũng là làm ra một cái kỳ đài đầu tiên, vẽ ra những cái bức tranh của Hà Nội đầu tiên là họa sĩ là Bùi Xuân Phái cũng là Bác Hồ nhà mình là dùng cụ Bùi Trang Trước nhà mình là vẽ ra quốc huy đầu tiên là của Việt Nam và vẽ ra những đồng tiền đầu tiên của Việt Nam. Các bác có tuổi ngày xưa là tiêu đồng tiền cao nhất là 10 đồng đấy, và thì là chính là vẫn là bàn tay vàng của họa sĩ là Bùi Trang Trước. Và còn đây là Việt Nam đoàn kết tương trợ và phát triển. Đấy là cái logo để lấy nghĩa khí các bác có thể đứng vòng quanh hành chữ V. Các bác chụp ảnh quay phim rất đẹp. Còn đây là chiếc chống đồng mà của tất cả những người con họ Bùi của tỉnh Thanh Hóa rất ngưỡng mộ. Và ngày giỗ tổ là mùng 6 tháng 2 vừa rồi thì tất cả những người con nhân dân Thanh Hóa đốt một chiếc chống đồng để làm tượng trưng và kính dâng lên các cụ tổ tiên và đặt tại phòng truyền thống. Thời kỳ khi mà đại hội 1, đại hội 2, đại hội 3, ta cũng nói đại hội 1 là từ 2004, còn đây là đại hội 2 thì là bác thiếu tướng giáo sư là Bùi Phan Kỳ làm chủ tịch cộng đồng họ Bùi Việt Nam, và sau đến đại hội 3 thì là tiến sĩ Bùi Quang Ngọc là chủ tịch cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Chính khi mà đại hội 3 thành công thì ý tưởng của chủ tịch Bùi Quang Ngọc chúng ta xây một cái nhà thờ tổ để vừa phần là tôn trọng kính để kính dâng lên các tổ tiên nơi là để mình có thờ cúng tổ tiên, và cũng là một mái nhà chung để tất cả những người con họ Bùi trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, các gia đình như các đoàn nhà mình hôm nay chính có cái nhà thờ mà thờ tổ tiên như thế thì tất cả mọi người với giao lưu biết được nhau, biết gặp được nhau như hôm nay, và chúng ta rất vui mừng gặp đoàn Thái Bình và Hải Dương. Thì là giao lưu 284 tỉnh, trong đó chủ tịch Bùi Quang Ngọc chúng ta đã tiến cúng vào một trong cái gì trước đây là
là tiến sĩ chủ tịch Bùi Công Lộc, chúng ta là làm chủ tịch tập đoàn FPT đầu tiên của Việt Nam bắt đầu và bắt đầu xây dựng xong đại hội xong thì bắt đầu chúng ta xây dựng ngày 7 tháng 7 năm 2008, những người con họ Bùi nhà mình. Và đây là khi mà hiến cái đất này, hiện nay chúng ta xây dựng nhà thờ ở đây á, là phải mua làm 4 lần, là 4 cuốn sổ đỏ, tổng cộng đến bây giờ là 38 tỷ. Toàn bộ đất là có là 35.000 m2, hiện nay mà nói thì là chủ tịch Bùi Công Ngọc đã làm xong sổ đỏ và làm xong giấy tờ thủ tục đất và giao lại cho cụ Bùi Ngọc Khôn, chủ tịch hội mà triển lãm của họ Bùi Việt Nam, tiếp nhận thay cho họ Bùi Việt Nam. Hiện nay cái đất này bây giờ chúng ta là đất của họ Bùi Việt Nam, chứ không còn đất của chủ tịch Bùi Công Ngọc nữa. Xin thưa với toàn thể mình như vậy, cái đất trao lại rồi ạ. Xin thưa để mọi người biết. Đấy, còn phía bên này là tất cả là trưng bày tất cả những đoàn đại biểu cộng đồng của các tỉnh thành, ví dụ như đoàn nhà mình hôm nay là có chị Bùi Thị Xuyến vừa rồi là qua TV đấy, và nữa bắt đầu chị sẽ đưa lên TV là TV Bùi Tộc Việt Nam, các bác các anh các chị sẽ đánh vào chữ TV Bùi Tộc Việt Nam thì nó hiện lên, có thể là có con đoàn nhà mình hôm nay các bạn đoàn vừa rồi quay đấy, chị Thị Xuyến là chủ biên tập về quay TV truyền hình nhé. May rất đoàn nhà mình rất may mắn là chị rồi, chị vừa quay xong nhé. Sau đây xin mời các bác ra ngoài, xong rồi các bác đi tham quan chụp ảnh. Thưa quý vị, phía sau nhà thờ chính là vườn danh nhân. Với ý tưởng ghi nhớ công ơn của các danh tướng danh nhân họ Bùi, trung tâm của vườn danh nhân là khu nhà bia tiến sĩ, ghi danh các tiến sĩ nho học đã đỗ tiến sĩ từ thời phong kiến. Này, toàn bộ bia này chúng tôi lấy tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, chứ không lấy ở đâu. Anh Bùi Xuân Mật, nhà viết sử học của họ Bùi, đã lấy lại và cái biên soạn lại trong cái lịch sử của biên liên lịch sử của cả nước, lấy tìm lại tất cả họ Bùi. Trong đó hôm nay các bác với các anh chị về đây thăm hương, có người con đảo đạt thành tài đã ghi tên trên bản vẽ này, thật vinh dự đối với chúng ta. Vâng, rất nhiều đoàn lên có những nhìn thấy tên của cha ông mình, các cụ nhà mình khét khóc nghẹn ngào, và cũng là một cái tấm lòng chẳng như nó chỉ lấy bản vẽ. Đấy, cũng nói thế, tại sao ta hiểu và tại sao lại không đáng nhẽ là phải ghi nhiều trạng nguyên họ Bùi để sao có một, nhưng ta phải hiểu rằng tất cả các triều đại, tất cả các vua chúa ngày xưa khi đã lập lên triều đại, người ta không cần trạng nguyên nữa mà người ta chỉ lấy bản nhãn để đầu tiên đấy, thì tất cả các thứ cũng báo cáo này là các bác các anh chị, đây là một cái thời gian xây dựng của nhà thờ. Và đây phía giáp núi của vườn danh nhân có xây bức tường bình phong để chắn hậu, có ghi những lời vàng ý ngọc cho các con cháu dòng họ Bùi. Con cháu sinh sôi nảy nở, công danh sự nghiệp rạng rỡ vẻ vang, từ thời Lê Trung Hưng bày tôi kể thế thuộc tộc lớn lao. Nói đến nhà quý hiển nhất chỉ có họ Bùi mà thôi, trích lời Lê Quý Đôn. Nhưng cái đường trên tôi có thấy không có mấy người đi, nơi tâm linh mà để dành cho những không gian tĩnh mịch, đấy là một cái lẽ mà cũng đã khó. Mà cái ngẫu nhiên khi dựng nhà thờ thì coi như là nhà nước của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là xây dựng là trải đường nhựa, rồi có chỗ để ô tô xe, xin lỗi bác, cái ngẫu nhiên mà nó thành hiện thực, đấy là cái khó. Vâng, cũng là nói đến các bác là đấy, thì hôm nay các bác về tham quan nhà thờ cũng được qua đôi lép để giới thiệu sơ qua về hình thành dòng họ, rồi hình thành các bia, rồi tất cả. Vâng, thưa quý vị, thật vinh dự và tự hào cho ông con, anh em con cháu họ Bùi Tất Ninh Bài chúng ta được một lần về đây chiêm bái nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Một công trình thế kỷ đã hội tụ được những tấm lòng hảo tâm của con cháu họ Bùi toàn quốc, người góp công, người góp của, người góp trí tuệ,
để chung tay làm nên một khu tâm linh, một công trình thế kỷ để phụng thờ tổ tiên. Đặc biệt chủ tịch ông Bùi Quang Ngọc, một người đau đáu khát khao có một nơi thờ tự tổ tiên, một mái nhà chung cho cả dòng họ. Chủ tịch Bùi Quang Ngọc đóng góp phần lớn, đã lan tỏa cộng đồng, trở thành phong trào lan tỏa khắp đất nước cho con cháu họ Bùi trong suốt thời gian 2 năm xây dựng. Và hôm nay, dòng họ Bùi Tất Ninh Bài về đây cũng cảm thấy rất tự hào và hãnh diện về dòng họ Bùi Việt Nam, và cũng thấy ấm lòng khi đã được đóng góp chút đỉnh cùng dòng họ để xây dựng nên một khu nhà thờ họ khang trang, tố hảo, trường tồn với thời gian, lưu lại hàng ngàn năm sau. Thật tuyệt vời những người con có tâm đức, trong đó có cả dòng họ Bùi Tất Ninh Bài chúng ta, là những người được chứng kiến và cùng viết lên một giai đoạn lịch sử của dòng họ Bùi Việt Nam, lưu mãi ngàn năm, lưu truyền hậu thế. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc, bao dòng tộc sinh ra có họ Bùi chúng ta. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước, họ Bùi hiền vinh qua bao tháng năm thăng trầm. Họ Bùi ta đất tổ linh thiêng, cháu con về hội tụ tìm nhau. Mâm này mâm lá xe hả? Rồi. Thank you.
chơi. Người chơi. Hôm nay mà có cái đội dàn lên thổi mấy bài để đến nó còn sáng mắt hơn nữa đúng không? Nó còn sáng mắt hơn nữa chứ còn đấy đúng không? Hôm nay tiếp nhưng mà thôi thì sẽ có nhiều gì tiếp đợt này sẽ có cái gì khác. Đất nước trải qua mấy ngàn năm, con hồng cháu lạc, bao dòng tộc sinh ra có họ Bùi chúng ta. Từ ngàn đời nay cháu con nối nghiệp ông cha, yêu quê hương rừng xây đất nước, họ Bùi tìm nhau.